Yo, hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Zero Block và là tôi là đây. Như em thấy đó, trên tay tôi hiện tại đang là trái Sario. Theo như một nguồn thông tin đáng tin cậy từ những tờ báo lá cải và từ cộng đồng Blockfruit thì tôi được biết rằng trái Sario này được mệnh danh là trái mạnh nhất game. Nhưng mà chắc nó sẽ trở thành cái trái phế nhất game mà vào tay tôi thôi, bởi vì ngày nhất Blockfruit. Và ngày hôm nay, đúng như các bạn nghĩ, tôi sẽ học combo bằng trái Sado. Và nếu như bạn nào có bất kỳ combo nào của trái Sado này thì các bạn đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nha các bạn ơi. Còn ngày hôm nay thì tôi sẽ tập theo combo mạng. Còn nếu mà cái trái này mà tôi cảm thấy tôi ok, tôi dùng ổn thì tôi sẽ cố gắng nghĩ ra combo cho nó. Nhưng mà chắc là tôi nghĩ cái điều đó là bất khả thi rồi nha. Và trước khi bắt đầu, nếu như bạn nào đã lỡ đi ngang qua một đá đất bằng một video này, các bạn đừng quên để một like và subscribe cho một bên cho kênh YouTube của Zero Block để xem có được nhiều video hay hơn. Bởi vì những video đó là nhỏ nhặt, mình sẽ rất mất nó lại là cái nguồn động lực rất lớn để tôi có thể làm những video hay cho các bạn xem nha. Và nếu như bạn nào có bất kỳ điều đó là bất kỳ từ game nào mà bạn muốn lựa chọn trong đó, các bạn đừng quên để lại bình luận cho tôi biết nha các bạn ơi. Còn bây giờ chúc các bạn một video vui vẻ. Let's go. Ayo, ok các bạn à, hiện tại là mình đang sử dụng sức mạnh của chấm đốc luôn. Thì hôm bữa giờ là đang cầm trái đô để tập PvP lại đó các bạn. Mặc dù tôi là một người theo chủ nghĩa là PvP bằng kiếm và melee, nhưng mà kiểu thấy anh em thích cái đô quá nè, tôi cũng tập PvP thử bằng cái mochi và kết quả là bao tiền cũng không thanh. Ok, và sẵn tiện thì chúng ta đang sử dụng đam của giáp block thì mình cũng sẽ test thử cho em một cái trái mà hồi đầu lúc mà mình mới tới với Blockfruit thì mình cũng có coi một cái số bạn xếp hạng ở trên YouTube cũng như là tham khảo nhiều người khác nhau. Thì như bạn bảo là cái trái Sado này là một trong những cái trái mà có cái khả năng mà hút máu này, đam to này, hay thậm chí là nó có khả năng gọi là đa cấp giống như tôi này đó. Nói chung là cái trái này là một cái trái bá đạo siêu cấp VIP Burgo. Nên là ngày hôm nay tôi sẽ ăn cái trái này và thử học combo bằng cái trái này nha anh em ơi. Đó. Rồi anh em nào mà đã từng coi qua livestream ở trên kênh của tôi rồi á, nói chung là tin chính với mấy kênh này, anh em biết được rằng á là hồi tôi dùng cái trái này, hồi tôi còn ở C1 với C2 cơ, là tôi đã thử tôi dùng cái trái này rồi. Và cái người đầu tiên mà tôi PvP bằng trái này là béo anh em ạ. Mà béo nó danh báo nhưng nó spam tôi kìa. Nhưng mà thôi không sao, sau một khoảng thời gian rồi là miệt mài trinh sử rồi là học hỏi các thứ đó thì liền tập các thứ nữa cùng với những cái trái khác nhau thì cuối cùng mình cũng đã có thể tập am được. Nhưng mà có vẻ như là không am chuẩn được thôi, nhưng mà am cũng tạm được anh em ạ. Nó là ngày hôm nay là mình quyết định là mình sẽ thử dùng cái trái này luôn ha. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với cái bộ skill của cái trái này để coi là cái trái bóng tối này nó có những chiêu gì nha các bạn ơi. Chiêu đầu tiên của trái Shadow có tên là bóng đêm nổi loạn. Đối với chiêu này các bạn sẽ cần một thông thạo để có thể thực hiện được. Người dùng sẽ tự biến mình thành một quả cầu bóng tối nhỏ, sau đó lao về phía con trỏ chuột. Khi tiếp xúc với đối thủ, người dùng sẽ biến thành quà và gây sát thương cho kẻ thù. Sau đó phóng mình lên trên không, bỏ mặt kẻ thù dưới mặt đất. Bạn sẽ nhận được iframe trong suốt thời gian di chuyển nếu bạn hạ cánh. Đến với chiêu thứ hai, bạn có thể sở hữu được là chiêu hóa bầy quạ, chiêu F. Người dùng sẽ biến thành một bầy quạ, giúp cho họ có khả năng bay với tốc độ trung bình. Và khi bay ở gần kẻ thù sẽ gây choáng nhẹ và gây sát thương lên cho kẻ thù. Đồng nghĩa với việc đây là một tiền chiêu di chuyển giống như những trái quỷ khác nhưng có thể gây sát thương. Đến với chiêu thứ ba, đó chính là chiêu bóng đêm hội tụ, chiêu X. Chiêu này các bạn cần 100 thông thạo để có thể sử dụng được. Người dùng sẽ bắn một bầy quạ về phía con trỏ chuột. Khi tiếp xúc với bề mặt, bầy đen sẽ phát nổ và gây sát thương lên trên kẻ địch. Sau đó sẽ gửi một vài con quạ đến kẻ địch gần nhất và tiếp tục gây sát thương lên chúng. Lưu ý rằng chiêu con quạ có thể tấn công cùng một mục tiêu. Chiêu C, mộng huyết. Người dùng sẽ lao về phía trước. Nếu người dùng tiếp xúc với kẻ thù thì người dùng sẽ hồi lại 20% máu tối đa và gây ra sát thương cho kẻ thù, đẩy lùi chúng. Chiêu này tương tự như chiêu C của Superhuman nhưng ở phiên bản có thể hút máu được. Và chiêu này các bạn cần 200 thông thạo để có thể thực hiện. Cuối cùng là chiêu V, màn đêm tra tấn. Người dùng sẽ thổi phồng cơ thể của họ thành một hố đen khổng lồ. Sau đó người dùng sẽ phát nổ, làm cạn kiệt toàn bộ máy đo Umbra của họ. Vụ nổ sẽ gây sát thương cực lớn, đồng thời để lại một đàn quạ tiếp tục gây sát thương thụ động cho bất kỳ kẻ thù nào bên trong đám mây. Tâm nhìn của kẻ thù cũng sẽ bị biến dạng một chút nếu chúng trúng vụ nổ. Kích thước của lỗ đen và vụ nổ dựa vào Umbra Meter của người dùng. Umbra Meter càng cao đồng nghĩa với việc hitbox sẽ càng lớn. Phần còn lại của vụ nổ không thực sự gây choáng, thay vào đó nó giống như kéo kẻ thù trở lại bên trong vụ nổ còn sót lại, tương tự như các hố đen thực sự. Tuy nhiên có thể thoát khỏi tàn dư của vụ nổ bằng cách sử dụng các tác động dịch chuyển tức thời như Flash Step, Soru hay là những tuyệt chiêu có thể dịch chuyển của những trái quỷ khác. Oh my god, phải nói thẳng ra là cái trái Sado này là một trong những trái khó chơi anh em ạ. Thực sự là khó chơi luôn á. Và theo như combo ở trên mạng mà kiểu tôi đọc được ở trên wiki á thì trên đó hướng dẫn cho tôi khá là nhiều combo. Và combo chủ yếu mà tôi cảm thấy mà cái Sado này kết hợp tốt nhất đó chính là combo của Godhuman và hay một bộ combo nữa là của Dexstep.
Nhưng mà bây giờ next step thì mình phải chạy vào để mình đổi lại. Nên là well, tôi sẽ không đổi next step nữa anh em, mà tôi sẽ test thử hai combo trước là của God Human với cả là Electric Claw. Và anh em nhìn nè, đây là chiêu Z của trái Shadow và thực sự là nó khá là phản trưởng anh em. Tôi là một cái người am khá là khó. Thực sự thì am từ game khác thì tôi cũng nó không phải gọi là dạng kiểu ngáo quá, nhưng mà am góc nhìn số 1 anh em đúng không? Nhưng mà đối với góc nhìn số 3 thì tôi khá là ngu những cái tựa game mà tôi chơi góc nhìn như thế này nè. Đó là wow, đối với cái chiêu Z này thì hầu như là tôi phế anh em. Tại hồi đó tôi cũng có thử am cái chiêu Z này một lần rồi, cũng thử chơi rồi, ăn hành ngập mồm luôn. Và cái chiêu mà tôi cảm thấy mà tôi ok nhất là cái chiêu V này nè anh em. Đó, cái chiêu này ha. Rồi tiếp theo là có cái chiêu X này. À, cái chiêu X này thì nó sẽ bắn ra một cái luồng khí gì đó thì nó sẽ tấn công những cái địch xung quanh. Còn chiêu C thì nó cũng sẽ lao tới nhưng mà nó lao tốc độ khá là chậm anh em, mà nó không có được nhanh á. Rồi theo như một vài combo trên mạng mà tôi đọc được thì đa phần sẽ là sử dụng chiêu Z của Shadow trước anh em. Oh my god, nhưng mà như nãy tôi nói với anh em đó, tôi khá là con trong cái bản là am cái chiêu Z đó các bạn. Và combo nó sẽ như thế này. Xuống xong rồi V. Ở kìa. Ôi, server đang hơi lắc anh em, mà server đang hơi lắc, tôi bấm chiêu nó không ăn anh em quá trưởng. Rồi, đây, lại thêm lần nữa nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ Z vô. Xong rồi chúng ta sẽ ít của cái Yama xuống, rồi chúng ta V lên cái. Rồi, ok. Đó, thì tổng hợp chiêu của nó là vậy. Còn nếu mà để chuẩn hơn á thì chúng ta bật V lên, xong chúng ta xả chiêu X với chiêu C của cái Shadow ra, rồi sau đó chúng ta mới bắt đầu bắt Z của God Human. Đã bắt đầu combo của God Human. Thì đó là cái bộ combo của God Human thôi. Còn tiếp theo sẽ là combo của Electric Claw. Thì những combo này là những combo mà tôi đọc được ở ngay cái phần mà khuyên dùng của Wiki á, nên là tôi cũng không biết được là áp dụng vào thực tế nó như thế nào. Nhưng mà cái trái này tôi nghĩ là tôi áp dụng không được đâu. Ừ, tại vì đã am ngu rồi mà còn đi sang BBB là tuột. Tuột đó anh em, tuột đó. Dạ, dạ xin thưa là nó tuột đó chứ nó không có tăng đâu. Ừ, nên là mình xin phép là ngày hôm nay mình không đi sang Doty bằng cái trái này. Còn nếu được thì mình sẽ kiểu ví dụ như mà có ai đánh tôi thì tôi đánh lại chơi chơi thôi chứ không có săn gì. Rồi, đây combo của Electric Claw thì nó sẽ hơi khó một xíu anh em. Đây, chúng ta sẽ như này. Lên xong rồi bắn xuống. Rồi, Z xuống. Rồi, ok. X xuống, xong V. Rồi, X, C. Xong rồi đẩy cái chiêu này ra. Xong cào. À không, cào trước, xong rồi mới đẩy. Đẩy xong rồi chúng ta lại tiếp tục chiêu X. Cái chiêu Z của Yama rồi lại X của Kabucha. Thì đó là combo với lại Electric Claw anh em ạ. Thì combo với Electric Claw khá là đơn giản rồi. Tại vì Electric Claw thì nó phù hợp với lại tất cả những cái combo mà kiểu để mở đầu, bởi vì nó có chiêu C để bắt vô anh em. A few moments later. Ôi, anh em ơi. Tôi vừa mới đọc được thêm một combo siêu cấp giết bờ rồ trên Wiki nữa các bạn ơi. Đó là combo Dragon Talon anh em. Từ bây giờ mình phải bay qua chỗ để lấy cái Dragon Talon á anh em. Oh my god. Tính ra Dragon Talon ở xa chỗ này lắm luôn rồi mấy bạn. Đây rồi, Dragon Talon đây anh em ơi. Ôi ôi. Hồi xưa tôi cũng có tập qua một cái combo khá cơ bản của cái Dragon Talon. Nên là cũng có thể nói năm na là tôi cũng biết chơi sơ sơ anh em ạ. Đó, xong rồi thấy kiểu trên Wiki thì khuyến khích chúng ta là nên sử dụng là Dragon Talon cùng với Shadow. Ok, bây giờ mình sẽ mình coi coi thử cái combo nó như thế nào mà sao bên Wiki kiểu thần thánh hóa nó lên quá anh em ạ. Thần thánh quá trời của đất luôn, nên bây giờ tôi sẽ lên tôi lấy thử cái Dragon Talon. À đây, cho em đổi Dragon Talon. Dạ, yeah. Ok, rồi có Dragon Talon rồi anh em ạ. Thì cái chiêu của Dragon Talon này thì nó sẽ có cũng 3 chế độ luôn anh em. Thì cái chế độ cái chiêu C á thì nó sẽ gồng lên rồi mà nó sẽ tỏa ra tứ hướng như vậy. Và cái sức ảnh hưởng của nó khá là lớn luôn anh em, khá là rộng luôn á. Cái thứ hai là cái chiêu X thì chắc anh em cũng biết hay, nó sẽ phun ra một cột lửa và nó sẽ có đam đốt anh em, đam cháy. Và cuối cùng thì là chiêu Z thì nó sẽ bắt lấy đối phương. Đó. Thì đây. Nhưng mà cái combo với lại Dragon Talon này thì chúng ta phải kết hợp với lại chúng ta phải bắt chiêu Z của cái Shadow trước anh em ạ. Nó là như vậy đó anh em, chúng ta sẽ bắt chiêu Z của Shadow trước ha. Rồi chúng ta sẽ phun lửa xuống, xong rồi chúng ta lao xuống, rồi chúng ta về. Đó, rồi chúng ta ít của cái Shadow. Đó, rồi chúng ta lại C như thế này. Ôi ôi, đảm bảo OB luôn.
Tại vì cái Dragon Talon này là một trong những cái melee mà phải nói là cái đam cao vãi chướng thực sự. Nhưng mà bị cái là nó lại phải em ấy, nếu mà nó lại phải em. My god. Theo người tôi quan sát thì hồi nãy là có hai ông đấm nhau ngoài này và có một ông dùng Mochi. Sợ thì tôi không muốn đấm nhau với Mochi một xíu nào anh em mà. Tại vì căn bản là tôi đang dùng một cái trái mà tôi không biết đấm. Ví dụ như những cái trái khác thì ok, tôi vẫn còn có thể tự có tự tin tôi chơi với Mochi đó. Nhưng mà với cái Shadow này thì chà, căng nhỉ. Rồi thì có một điều mà nó khá là gỡ gạc lại ở cái trái Shadow này, đó là cái chiêu Z nè, chiêu C và chiêu V của nó thì sẽ phá được Haki quan sát anh em nha. Nó có thể phá được Haki quan sát đó. Còn những chiêu khác thì phá được hay không thì tôi không có biết. Nhưng mà cái quan trọng bây giờ là tôi vẫn chưa có quen cái cách cái BBB bằng cái trái Mochi, bằng cái trái Shadow này. Nên là tôi không biết là tôi có nên rủ ông nào ra để chắc thử không ta. Ông này cũng Shadow giống tôi nè. Ôi, đồng loại, đồng loại. Ui ôi, có ông đồng loại anh em ơi, có ông đồng loại, có ông đồng loại tôi nè. Vô. Ê, là có chơi không? À là chơi hả? Ôi tôi bấm bị chậm á anh em ơi, tôi bấm bị chậm á, tôi phải bấm nhanh lên xíu nữa. Ôi ổng còn nửa cái máu lần kìa. Ai cha. Ôi lắc quá. Lắc. Oh my god. Tôi có nên chơi không mà lắc thế? Oh my god. Tôi nghĩ là không nên chơi anh em ạ. Lắc quá. Nhìn mọi người đánh nhau mượt mà mình chỉ biết ướt thôi, thì thay vì mình ra mình đấm nhau một cách lắc vãi chữ thì mình sẽ alright, random fruit. Ok, trái gì đây? Có vẻ như nó đang an ủi tôi. Game đang an ủi tôi bằng cách cho tôi trái spring anh em ạ. Wow, một món quà thật giá trị. Tôi sẽ cất vào kho để dành đi rai. Oh my god. Đang BBB anh em ạ. Oh my god. Một bạn cầm Mochi ở trong crew của tôi với cả một bạn cầm trái Blizzard đang BBB anh em ạ. BBB. Ôi trời ơi, BBB với Mochi à. Gì vậy? Trong Blizzard này có hận thù sâu đậm lắm nè. Với Mochi thì hơi căng, nó phải hơi căng à. Không sao, tôi sẽ cố gắng đây. Ôi, ông kia cầm Mochi căng quá nha. Ok. Oh my god, tôi cứ tưởng là tôi sẽ không đấu lại Mochi với anh em mà. Oh my god. Nói chung là cái trái này nó phải cần một cái sự gọi là aim khá là chuẩn đó anh em. Nó phải cần một cái người ta gọi là aim chuẩn đó anh em. Và nó cần thêm một cái bộ wifi không bị giật lắc nữa anh em. Nó kiểu vậy. Anh vô combo hay quá. Trời ơi, nãy giờ toàn spam không có combo trúng đâu. Ui dồi ôi, xem chết nha. Rồi, ok. Tính ra là am cái trái này nó kiểu nó stress luôn á anh em. Thật sự là tôi am cái trái, tôi cầm cái trái này tôi am tôi bị stress luôn á. Tại vì am không, am hùng không á. Nó có vẻ hơi kiểu buồn cười chứ, nhưng mà toàn âm hụt không mà mấy ba. Uầy, tính ra cái trái này đam nó to anh em ạ. Mặc dù mình combo hụt nhiều nhưng mà căn bản là kiểu đam của nó to quá nên là nó vớt vát lại anh em hiểu không? Yeah. Trời ơi, luôn à. Ôi quả đó ông hơi ẩu anh em ạ. Ông này là báo MC. Ok, ông này hơi ẩu. Báo MC hơi ẩu. Tôi chơi mà tôi cong hết tay rồi anh em ơi, quay trưởng. Ok, combo mà với Dragon Talon này á thì tôi thấy là sẽ là Z nè. Xong rồi ít của lông chảo xuống nè, xong rồi lại ít của cái bóng đêm nè, xong rồi lại Z của cái lông chảo nè.
đó, xong rồi lại ít của kiếm Yama xuống nè, xong rồi vê cái nữa. Nó kiểu nó có nhiều, nó có nhiều cái, nhiều phím phải bấm hơn anh em. Ê sao kỳ ta, ở dưới C2 thì cái binh của nó cũng thấp hơn thật anh em, mà chơi nó cũng đỡ lắc. Ở bên C3 thì binh nó cao. Từ bây giờ để mình về C3 thử coi nó đỡ lắc chưa anh em. Thì anh em bảo tôi là phải lên C3 đánh là phải ăn hành nhiều đó, ăn hành nhiều thì nó mới bờ gồ được, còn đánh mãi C2 thì nó gà. Thì tôi cũng công nhận anh em, tại vì các bạn là đó giờ mình đánh ở C2 không, mình đó là cái trình của mình nó không có lên được á, nên là mình sẽ cố gắng mình đánh ở C3 nhiều hơn để cho cái trình của mình nó lên cao một xíu anh em, mà đánh để cho anh em đỡ mù mắt, đỡ đi vào lòng đất hơn. Ok, bên kia là chúng ta đang thấy là một ông cầm Venom với lại như một ông cầm Ice hả, phải không? Ok, một ông cầm Venom gì đấy, ông Venom này ẩu quá ba, tôi đứng tôi coi thôi mà cũng quánh tôi nữa trời. Đứng tôi coi nè, đó đứng tôi coi không làm gì hết nha, tôi không vô tôi cắn, tôi không làm gì hết nè, tôi đứng tôi coi nè. Venom với trái gì nhờ, cần trô à hay là Mochi đấy. Ây dạ, xém xíu nữa là chính tôi rồi anh em ạ. Quái trưởng. Venom và đánh với trái Rumble anh em ạ. Rồi tôi sẽ chờ một trong hai ông chết rồi xong tôi ra BBB. Ôi, tán quên tay vòng mập nhưng mà hụt rồi. Trời ơi, bị dính luôn cả. Đi luôn à. Chết bên chiều của Gen anh em ạ, quái trưởng. Đấy, gì đây? Trời ơi, ủa ông này cấp độ bao nhiêu mà sao tự nhiên đánh ông lại là trên là cấp độ, what the hell. Ủa cấp thấp ở đây quýnh nhau, what. Ây da bậy lắm cậu ơi. Trời ơi, bậy lắm. Con cấp thấp đó, cầm human, cầm chất thuật tổ anh em. Ui rồi. Rồi, ui. Đứng trong cái vùng chiếu V của cái trái Shadow này là dùng Haki Ken. Dùng Ken thì có thể né được anh em. Sốt cả. Ui. Tôi bị lắc anh em ạ. Cái chiếu V của tôi nó tự khởi động. Hồi nãy tôi không bấm chiêu V nha. Tôi chỉ bấm chiêu Z của cái lông chảo thôi. Tự nhiên cái chiêu V của tôi nó từ khởi động. Ủa cái gì vậy? What the hell? Anh em, tôi có cái trò này hơi mất dạy. Oh, 10.000 tiền thưởng. Dù tôi biết cái trò cắn lén nó hơi mất dạy anh em, nhưng mà cái trái này anh em mà kiểu như là kiểu anh em chờ đông đông người đúng không, anh em lao vào xong anh em bấm chữ V một phát, ui nó quay trưởng lắm anh em. Tại cái chữ V của cái trái này hình như nó còn che cái tầm nhìn cơ. Rồi đi, rồi ui ôi ôi đi. Ông này biết can cheat anh em ạ. Ông này biết can cheat, nhưng mà với sức mạnh bá đạo của cái trái bóng đêm này cộng thêm với sức mạnh cái lông chảo thì bị chối tới chết luôn. Oh my god. Let's go. Ai nữa không? Con đại ca nào muốn ra nữa không? Chắc là hết rồi anh em ạ. Hình như là giờ mấy ổng tập trung ở chỗ mấy ổng đang chay đồ phải không ta? Nói chung thì cái trái Shadow này thì nó chơi khá là bá anh em ạ, khá là ổn, nhưng mà quan trọng là anh em phải quen cơ. Tại vì cái lúc mà tôi mới ăn cái trái này xong rồi tôi combo chưa quen á thì nó đa xíu, nhưng mà combo quen rồi thì anh em cứ thuận tay, anh em kiểu múa hơn á, nó kiểu vậy. Giờ thì tôi cũng có thể chơi được Shadow, tôi cũng không còn rén cầm Shadow nữa, nhưng mà nó mình tức là mình phải biết nhìn đối thủ để mình chơi anh em. Ví dụ như mà đối thủ mà nó cầm Mochi mà nó còn thông thạo 7 nữa thì cũng hơi rén nhẹ anh em ạ. Ui,
ok. Ui ôi, thế vẫn được một mạng anh em một quái trưởng vậy. Ui ôi, hai ông nội tim ướp. What the hell? Tôi vừa lụm được cái lửa anh em ạ. Đúng chính xác là lụm chứ không phải là răng đâm ra nha. Ok anh em, có vẻ như là cái trái shadow này thì cái đam của nó khá là to, nhưng mà để xài được nó, để dùng được nó thì phải cần một cái độ thông thạo khá là cao anh em. Tại vì căn bản là nếu như mà để xài được cái trái này thì anh em thứ nhất là Z nè. Thì chiêu Z của nó là phải là một cái chiêu am, là một cái chiêu đơn lẻ, nó không phải là một cái chiêu có diện rộng AOE to. Thứ hai là chiêu X, nó cũng là một chiêu đơn lẻ, nó không có diện rộng AOE to, và cái hitbox của nó khá là nhỏ. Tiếp theo nữa là chiêu C, nó cũng là một chiêu đơn lẻ, hầu như là ba chiêu đầu là chiêu đơn lẻ rồi. Này, đem tra tấn này thì bắt buộc là anh em phải dựa vào cái thanh bóng đêm này thì anh em mới có thể sử dụng được kiểu nó hiệu quả, đúng không? Còn nếu như mà thật ra thì cái nó bù lại một cái là cái thanh bóng đêm này nó lên khá là nhanh, nhanh hơn thanh nộ của những cái trái khác rất là nhiều, nhưng mà nó vẫn phải chờ mà. Nên là để có thể gọi là sử dụng được cái trái bóng đêm này một cách hiệu quả thì anh em phải thành thạo nó đến một cái mức mà gọi là vừa nhìn thôi là đã phải biết ra chiêu gì luôn rồi đó. Còn tôi thì tôi vẫn chưa thạo nó lắm anh em, thật ra nói thẳng là tôi chưa thạo luôn á, nên là đánh nó cũng còn hơi bị phế của anh em mình. Quả trưởng thiệt. Ok, và nói chung thì video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và nếu như bạn nào có bất kỳ thử thách hay bất kỳ từ game nào mà các bạn muốn lôi chơi trong Roblox, đừng quên để lại bình luận bên dưới nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại bạn những video kế tiếp. Bye bye. Bộ sưu tập Zero Crazy Wolf, áo sweater với thiết kế đột phá, khẩu trang in logo nổi bật, thẻ bài Zero Crazy Limited. Truy cập ngay shopero.vn hoặc liên hệ hotline 0968533353 để biết thêm chi tiết.